Alleluia, Alleluia. Các tài chứng mong chờ niềm an vui của Israel và thánh thần hằng ngự trên các tài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa các bạn anh chị em, nếu chúng ta tìm về tiểu sử của thánh Gioan và anh Na thì hầu như không có một sử sách nào ghi chính xác về các ngài. Điều chúng ta có thể thấy nơi các ngài, nếu hình ảnh thì hình ảnh của hai ông bà cụ già, ông cụ tóc râu đã dài, tóc đã bạc. Giữa hai ông cụ già vui vầy với một người cháu nhỏ, cháu gái nhỏ, và chúng ta cứ ngỡ rằng đó có lẽ là ông bà và cháu. Nhưng thực ra đó chính là mẹ Maria. Khi tuổi già, bà Anna mới mang thai người con gái duy nhất, theo truyền thuyết nói rằng như vậy, mới sinh được mẹ Maria. Và đối với ngày xưa, người xưa mà tuổi già mới có con như thế thì nói rằng không được Thiên Chúa chúc phúc. Đó là hình ảnh thứ nhất chúng ta biết về hai thánh Gioan Anna. Còn hình ảnh thứ hai chúng ta biết rõ hơn về ngài, đó là hãy muốn biết cây nhìn quả, hãy nhìn quả để biết cây. Quả hoa trái duy nhất của hai ông bà Gioan và Anna đó là mẹ Maria. Mẹ Maria là một tạo vật đẹp, tạo vật tuyệt vời mà ông Gioan và bà Anna đã cưu mang, đã bồng ngắm trong tay bao năm tháng, đã dõi từng bước chân của mẹ Maria, đã gọt rũa mẹ Maria lên một tạo vật xinh đẹp tinh tuyền để làm của lễ tuyệt vời dâng trên cho Thiên Chúa toàn năng. Và người con của ông bà đó trở thành mẹ của đấng cứu thế, trở thành mẹ của giáo hội và trở thành mẹ của tất cả chúng ta. Một hoa trái duy nhất mà ông bà đã định sẵn để dâng cho Thiên Chúa là một hoa trái tuyệt vời như thế, để chúng ta thấy được rằng cây phải đẹp như thế nào để sinh ra một hoa trái tuyệt vời như vậy. Cây là ông bà Gioan và mẹ và bà Anna. Chúng ta nhìn vào đó để làm chúng ta xây nên cuộc đời của mình, làm cho hoa trái của chúng ta cũng được sinh những hoa thơm trái tốt như ông Gioan và Anna. Sinh hoa thơm trái tốt để có được như thế thì chính mỗi người chúng ta phải muốn đăng cuộc đời mình làm sao ý Chúa, đẹp lòng, sống bác ái, sống yêu thương, sống mẫu mực cho con cái cháu chắc. Và điều thứ hai con muốn chia sẻ với ông bà anh chị em, ông bà cha mẹ của chúng ta là những người đã dõi bước chúng ta hàng ngày khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, khi chúng ta chập chững bước từng bước vào cuộc đời và khi chúng ta gia đình để làm nên một gia đình mới, thì cha mẹ ông bà của chúng ta vẫn luôn dõi theo chúng ta, muốn lên xây dựng nên cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta có tốt đẹp, có hạnh phúc, có bình an là nhờ công phúc của ông bà cha mẹ, nhờ sự hướng dẫn dạy bảo của ông bà cha mẹ, nhờ mẫu gương của ông bà cha mẹ. Vì vậy là con là cháu, chúng ta luôn
luôn phải hiếu thảo kính trọng ông bà cha mẹ. Rồi có thể ông bà không còn làm được những công việc như chúng ta làm, nhưng ông bà vẫn là lịch sử của đời mỗi người chúng ta. Ông bà vẫn dệt tên cuộc đời của chúng ta. Ông bà vẫn là cây cao bóng cả, là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Vì vậy không người con người cháu nào được buông bỏ, được loại trừ ông bà cha mẹ của chúng ta. Bất nhân bất hiếu thì chúng ta mất tất cả. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi ông bà cha mẹ của chúng ta. Ai cũng có ông bà nội, ai cũng có ông bà ngoại. Cầu nguyện cho ông bà của chúng ta luôn bình an, luôn mạnh khỏe, luôn là cây cao bóng cả cho con cháu, cho gia đình. Xin cho mỗi ông bà của chúng ta luôn là mẫu gương sáng ngời cho con cái cháu chắt noi theo. Amen.